Sự lựa chọn này với em là chính xác nhất trong cuộc đời. Đó. Vì anh luôn là người cho em năng lượng. Ừ. Là bờ vai anh giúp em vực dậy. Đặc biệt là cái thời điểm mà em sanh bé cũng vậy. Trung kề vai sát cánh và anh chăm lo cho con còn khéo hơn em rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai. Mời quý vị dành một tràng vỗ tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thế Hiển, năm nay em 30 tuổi. Công việc hiện tại của em là bên mảng thiết kế và thi công nội thất. Tụi em ở bên quận 9 ạ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Đoàn Thị Thúy, năm nay chị em được 30 tuổi. Công việc của em hiện tại đang là điều hành một học viện về đào tạo livestream bán hàng. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Ấn tượng về nhau ra sao? Thì lúc nhỏ là hai đứa ở chung xóm với nhau luôn. Học chung cấp 1. Sau này thì qua cấp 2 thì vợ của em mới chuyển nhà lên Sài Gòn ở. Thì lúc đó em thì vẫn học ở dưới Bình Thuận. Sau khi học xong đại học đó, thì hai đứa mới gặp lại, bắt đầu mới quen nhau. Thanh Mai Trúc Mã đó. Em như em gặp lại cô bạn này, em thấy cổ như thế nào? Lúc đó em chỉ ấn tượng về cái giọng nói. Còn em thì hồi nhỏ em không thích ảnh. Đơn giản là tại vì ảnh chơi chung một nhóm thanh niên mà theo em thì đó là thành phần khá bất hảo. Nên thành ra em trời ơi mặc định rồi. Bạn này bà bán chơi mấy người này là thôi. Yeah, không đụng tới. Cái lần đầu tiên mà tụi em gặp mặt với nhau là do là quen có những cái mối quan hệ chung, xong hai đứa nhắn tin. Thì ảnh mới đưa số điện thoại ảnh thì gọi cà phê thôi. Nghe cái gọi điện nói trời ơi, giọng đâu man dữ trời. Ủa bạn mình hồi xưa hả? Cái mà không có hình dung được. Thì cái thời điểm mà hai đứa em gặp lại như vậy á, thì cũng là em vừa chia tay được mối tình đầu của mình gần một năm. Còn ảnh cũng vậy luôn. Ảnh cũng là mối tình đầu luôn. Nên thành ra là hai đứa thì chia sẻ với nhau. Nhưng em lại có một cái suy nghĩ khi em gặp ảnh về, em rất là quý. Và cái chữ thương nó đến trước chữ yêu. Em quý cái điều gì với người bạn này? Em thương ảnh trước cái hoàn cảnh gia đình. Và đồng thời là cái sự nỗ lực cố gắng của ảnh khi mà là một người con trai duy nhất trong gia đình và kéo gia đình ra khỏi những cái khó khăn. Và cách cư xử với em nó rất là nhẹ nhàng và dành một sự tôn trọng, rất tôn trọng em. Cô này là xuất phát từ quý, thương rồi mới yêu. Vậy thì Hiển thì sao? Hai đứa mình cũng có những cái điểm chung, cũng có những cái quan điểm sống chung giống nhau. Bắt đầu lần cái là nó tình cảm nó đến hồi nào em cũng không có biết luôn. Nhưng mà thời gian mất bao lâu để tụi em cảm nhận là tụi em đã yêu nhau? Em lúc đó chắc cỡ 5-6 tháng gì à. Lúc mà hai đứa bắt đầu mà tìm hiểu nhau đó, dạ. Thì cái lần đầu tiên mà trao cái nụ hôn đầu tiên đó là nó có dễ dàng không? Hay dạ. Là nó khó khăn? Anh chở em ở phía sau lưng á, thì hai đứa đi chơi với nhau thôi mà cái lúc đó em hơi mệt. Em tựa lên cái vai của ảnh. Bất giác người đàn ông này mang lại cho mình cái cảm giác nó bình an đến lạ lùng mà không có gì có thể diễn tả được. Xong bắt đầu cái bạn này bạn mới lén lén bạn nắm tay em, bạn bỏ vô cái túi áo của bạn. Tự nhiên tim em nó văng ra ngoài luôn rồi. Và nhiều lần mình khỏi lồng ngực. Dạ đúng rồi. Sao nữa? Hai nhà thì hồi xưa là ở gần nhau, là bà nội em cũng ở gần nhà ảnh cách đó khoảng 150m thôi à. Cho nên thành ra là ảnh hay qua nhà nội em chơi. Giai đoạn Tết á, vợ em về dưới nhà nội của vợ em để chơi và ăn Tết luôn. Đêm đó thì hai vợ chồng mới là nhắn tin với nhau. Lúc tới 12 giờ đêm khoảng cũng trễ rồi. Không biết đâu. Em mà đi vô nhà ông nội của Thúy. Lúc đầu hai đứa ngồi trước nhà đó nói chuyện với nhau, nói cũng tới 2 giờ khuya á. 2 giờ 3 giờ sáng. Rồi lúc đó bắt đầu mới là cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa là cũng lúc đó luôn. Quên đi tất cả mọi thứ xung quanh đang diễn ra, như thời gian không gian mọi thứ nó dừng hết lại rồi. Đó. Lúc đó là chỉ có là ui, mình tìm được người mà mình thương rồi. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy như là mới ngày hôm qua. Mà là cách đây, mà nụ hôn đó là cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ cách đây 7 năm. Rồi bao lâu thì mới đám cưới? Khi mà hai đứa xác định quen nhau thì em đang làm một cái công việc là đi công tác theo tuyến dọc, là từ Cà Mau lên mũi Hà Giang, đi theo đường biển và đường biên giới để đi bán hàng. Thì có một chiếc xe 7 chỗ, xong rồi đoàn ngồi lên đó rồi cứ đi tới các cơ quan bán hàng vậy đó. Ảnh đang làm cho công ty Nhật Bản về ô tô. Thì em mới nói anh nghỉ việc đi với em. Ồ. Thì là tụi em đi cũng gần hết 63 tỉnh thành và trải qua cũng gần một năm chinh chiến, vừa làm kiếm tiền mà vừa du lịch, rồi vừa làm những cái công tác, những cái công chuyện nó ý nghĩa cho mọi người, cho các bé. Và khi đi với nhau đồng hành được 3 tháng thì anh quyết định là gọi điện về nhà xin cưới. Ừ. Xuống cái nghỉ liền luôn vậy hả? Đang làm cho một cái công ty của nước ngoài. Trời ơi, gặp tôi cũng nghỉ nữa. Cái giai đoạn mà tụi em quyết định dừng lại là ngay tại quê hương đất tổ của hai đứa luôn, đó là khu vực Thăng Phước, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Ảnh nói thôi em dừng lại được rồi, về với anh.
cái là hai đứa nắm tay nhau đi về thôi. Lúc đó thì cũng không còn gì trong người hết. Về hai đứa mượn 800.000 tiền trọ của bạn thân của ảnh. Xong rồi tụi em bắt đầu từ những cái công việc đầu tiên là đi làm văn phòng. Rồi sau đó thì em có đi bán kim chi, bán sim. Em nói chung em làm đủ thứ nghề hết. Và bên cạnh đó là em làm trợ lý giám đốc cho một tập đoàn đa quốc gia nữa. Ban ngày làm văn phòng, ban đêm thì em đi cày, đi bán này bán kia. May mắn là có ảnh đồng hành hỗ trợ. Rồi gom góp cũng hơn được hơn 300 triệu. Nhưng mà là trước ngày cưới thì có một cái sự cố gì đã xảy ra không? Tại bên bên đạo á, thì trước khi mà làm đám cưới á, thì phải đi học giáo lý. Thì trong cái thời gian đó thì có bị một cái sự cố là bị té cầu thang, cái chân bên đây đi cỡ là đau á, cho nên là nhưng mà mình đi học thì bên nhà thờ phải leo lên tới lầu 4 cũng cố gắng đi trong và mấy tháng trời như vậy á. Thêm một cái sự cố nữa là trước cái đêm mà khi tụi em từ Sài Gòn về dưới quê là ngày 26 tháng 10 để làm cái lễ trong nhà thờ á, thì trong quá trình đi về thì hai đứa bị tai nạn xe. Thì lại bị giờ em lại bị cái chân mà cái chân đau đó lại đập xuống dưới đường lần nữa tái phát. Dạ, là lúc mà làm lễ trong nhà thờ ngày hôm sau đó là chỉ có đứng thôi chứ không có quỳ được luôn. Tại vì lúc đó cái chân đau quá rồi. Dạ, làm lễ xong là cái váy nó dính máu luôn ấy ạ. Mà cũng trước đó mấy ngày, cách ngày cưới có 8 ngày à, là ăn trộm vô lấy luôn tivi. Là trong nhà em lấy đồ sạch hết đâu. Trời ơi. Coi như ông là... trời thử hai đứa em á. Thử thách. Từ con số 0, từ tay trắng để coi là có vượt qua được hay không á. Bây giờ là vượt qua mà ngoạn mục luôn đúng không? Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Cho đến thời điểm này, sự lựa chọn này với em là chính xác nhất trong cuộc đời. Đó. Bởi vì anh luôn là người cho em năng lượng. Là bờ vai anh giúp em vực dậy. Đặc biệt là cái thời điểm mà em sanh bé cũng vậy, luôn kề vai sát cánh. Và anh chăm lo cho con còn khéo hơn em rất nhiều. Ngày đó là hạnh phúc là một lựa chọn. Ngon. Hay ngon không? Ngon. Bây giờ là tới cái phần không ngon nè. Cái gì không ngon? Thì là nói thật. Cố đó. Tật. Còn những tật xấu mà cần phải hoàn thiện. Đúng. Nè. Mà đúng tiếp không? Theo lời của Di Dân là có cái gì ở hiểm mà chưa ngon. Đó. Dạ. Cần phải sửa để ngon hơn. Và khi khó lên thì sẽ hơi nóng một chút. Đó. Mà khó nóng lên thì thể hiện như thế nào? Dạ. Nghiêm mặt luôn. Không thể hiện bằng cảm xúc ngoài mặt luôn. Dạ. Lâu lâu chỉ bộc phát nói một hai câu thôi là dừng. Anh kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân là như vậy. Nhưng lúc đó đừng bao giờ ai đụng vào. Và ban đầu thì em hay bị nương theo cái cảm xúc đó của ảnh. Khi xảy ra một cái điều gì đó mà ảnh không hài lòng. Tại vì ảnh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và rất là ngại rủi ro. Bất kỳ một cái kế hoạch nào, kinh doanh nào hay là một cái gì mà em đặt ra thì ảnh luôn đi vào cái trọng tâm là gì? Rủi ro là làm sao? Đó, là như vậy. Thì cái nào nó cũng sẽ là có tính hai mặt. Thế là... Nói tóm lại là khéo quá. Trước khi kể xấu chồng, đưa ổng lên mây. Đó, sao ví dụ đó, như có nói chút xíu. Đúng rồi, có rớt thì rớt lên chừng chứ cũng chưa xuống dưới đất. Nói tóm lại, khó tính, dạ. Nóng tính, dạ. Hai cái, dạ. Còn cái gì nữa không? Dạ hết rồi. Có nếu... thích game không? Có thích chơi game không? À có một cái, anh hay lướt video, lướt TikTok. Nhưng mà tại vì chắc là tự nghiệp hay sao. Bản thân vợ đi dạy, còn chồng thì lướt xem rất là nhiều. Không em, cái đó là nhiều người bệnh lắm em. Đâu sao? Nhiều người bệnh không phải thật xấu. Dạ. Chỉ có là khó nè, dạ. Khó, rồi thành ra là hơi nóng. Dạ. Thì ví dụ như là bỏ được hai cái này là coi như là hoàn hảo. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đúng không? Đúng không? Và đó là điều em mong muốn chồng thay đổi, đúng không? Đúng không? Nói về mà anh khô khan không lãng mạn thì được không? Được. Được, quá được. Trời ơi, cái đó mới là tật xấu đó em. Cái đó mới là cái tật xấu. Trong không nhóm... phải tật xấu mà là chưa hoàn hảo. Thì bây giờ chỉ nói chưa hoàn hảo nhưng chương trình nó là tật xấu. Trong một nhóm á, là có ba người bạn chơi với nhau từ thời đại học. Là ảnh với một người bạn nữa, một người bạn nữa. Thì hai người bạn kia thì cầu hôn bạn gái của mình rất ư là lãng mạn. Người thì ra cô Cupid rồi đốt lửa rồi khắp nến hình trái tim. Còn người thì mua bánh kem rồi làm bất ngờ đồ này kia. Là hai bạn đó cầu hôn trước. Xong tới lượt mình thì em cũng đang là tưởng tượng. Tại vì mình là con gái khoa văn mà. Thì anh chỉ cần xe chiếc nhẫn ra, em làm vợ anh nha. Hết. Con nói trời ơi, bây giờ không lẽ nói gì giờ. Cái ủa, bộ có vậy thôi hả? Dạ. Nhưng rồi mà bây giờ... Dạ. Em muốn chồng em thay đổi điều gì? Dạ thì em là người thích lãng mạn này, rồi thích có gì nó bất ngờ chút xíu. Yeah. Với lại em, bản thân em thì khi đi ra ngoài khi chinh chiến thì mình kiểu như là mình mạnh mẽ lắm. Nhưng mà về với ảnh thì em là con mèo.
Cho nên em muốn là ảnh cho em nhõng nhẽo chứ đẻ con gái ra không thì giờ con gái chiếm chỗ. Ảnh thương gái không à. Đó, thành ra là lòi ra thêm tật nữa là thương con hơn thương vợ. Đó, quan tâm con nhiều hơn quan tâm vợ. Tối em nhắn tin đi, anh ơi hãy coi em là con gái anh. Con gái lớn, hiểu không? Nhắn tin. Đó, thật ra là anh nghĩ là Hiển hiểu tất cả những gì mà vợ nói cũng như là những gì mà vợ mong muốn. Hả? Dạ. Rồi bây giờ tới Hiển đó. Cô ấy có những cái điều gì mà Hiển chưa hài lòng? Về vợ em thì em chỉ thấy có hai cái nổi bật nhất, đó là những cái bị cảm xúc quá đó. Có một cái vấn đề gì đó thì rất là em thì em thấy con gái mà khóc là em rất là bực. Tức là em không có thích cái nhìn cái cảnh đó. Mà vợ em thì lại hay khóc luôn. Rồi hay kiểu mà rất là bướng á. Là cứ thích một cái tin mình thích là phải được, mặc dù em nói cái đó nó không đúng, nhưng mà biết là không đúng á, nhưng mà cái lúc đó là vẫn phải theo ý cái đã. Đó, thì có hai cái đó là em thấy vợ em nên cần thay đổi một chút. Có cái thứ ba nữa là về cái tật là quan tâm người khác nhiều quá. Nhiều khi là mình làm một mình quan tâm người khác không phải là vì mục đích vụ lợi hay là vì cái gì, nhưng mà người khác họ nhìn vô, có nhiều người họ không hiểu thì họ lại nói à, này có mục đích gì hay không ta. Có nhiều người họ lại có cái cảm giác đó, thì em nghĩ chắc cũng nên tiết chế lại cái đó một chút. Cái này ở trong cái bản gì nè, cái danh từ người ta hay dùng là cái gì? Bao đồng. Bao đồng. Hơi bị bao đồng đúng không? Cũng không hẳn là bao đồng mà kiểu như là quan tâm một cách thái quá, đúng rồi, khiến cho người ta suy nghĩ những cái vấn đề tiêu cực. Dạ, tuy nhiên bạn tốt, tự nhiên độ trên đời này có những người tự nhiên tốt ơi là tốt với mình. Tự nhiên cái mình nhận được cái điều đó, cái mình lại suy nghĩ. Cái đó là hơi bao đồng. Khi mà đi đâu đó thấy một cái vật phẩm hay là một cái gì đó thấy hợp với người này nè, thì bạn có thể mua về tặng cho người đó, tại vì cái này nó hợp với anh, cái này nó hợp với chị. Mà thật ra chẳng có cái mục đích hay là một cái gì vụ lợi gì trong đó hết. Chỉ là mình thấy hợp với người đó và thấy cái này dùng nó là tốt nhất thì mua tặng thôi. Bây giờ em mong muốn giờ đó, em mong muốn giờ em thay đổi điều gì? Cái đó có cần thay đổi không? Em nghĩ là cũng nên tiết chế lại một chút về cái phần nhiệt tình đó. Thứ hai nữa về cái tính cách thì cũng bớt khóc lại, bớt nhõng nhẽo lại, với lại bớt bướng lại thôi. Nhưng mà hồi nãy vợ có nói là mong chồng cho phép vợ được nhõng nhẽo, cho phép vợ được dịu dàng cho nhẹ nhàng. Tại vì em thật ra do em cũng hơi khô khan quá, cho nên là thử nhận luôn rồi đó. Dạ đúng. Em biết cái tật xấu của em là em thực tế quá. Một bên thì khô khan quá, một bên thì ướt át quá. Dạ. Dạ. Bây giờ mỗi bên bớt miếng, bên kia thêm miếng nữa. Dạ. Thì nó sẽ cái này gọi là bù qua bù lại là què á. Dạ. Thiệt, bù qua bù lại là què. Anh nghĩ là sẽ được. Cái chuyện em bao đồng á, thực ra cái chữ bao đồng đó mình nghĩ mình nghe thì mình thấy là nó không có tích cực lắm. Nhưng mà thực chất ra đó, nếu mà hiểu kỹ vấn đề á, thì cái tánh đó của vợ em không phải ai cũng có được đâu. Dạ. Thực sự là đó là một cái tư duy của cái người lãnh đạo, mà lãnh đạo có tâm. Cái đó là thực sự đó, chứ không phải là ai cũng có được cái tánh đó. Thành ra chỉ có điều là em sẽ chọn lựa cái đối tượng để em bao đồng. Theo chị là như vậy. Dạ. Bởi vì khi em bung cái sự quan tâm của em cho một đối tượng nào thì em phải hiểu rằng em sẽ lại được một cái hiệu quả, tức là cái người đó đủ tốt, đủ để em tin tưởng những điều đó, để lan tỏa cái điều đó cho cái con người đó, người ta lan tỏa tiếp. Còn nếu em chọn không đúng đối tượng thì người ta sẽ nói em là ôi làm ba cái chuyện rùi bu, hay là muốn lợi dụng tôi gì hay gì. Thì em chỉ cần chú ý cái đó thôi. Còn cái tánh đó em đừng bỏ. Yeah. Ở cái xã hội này mà nhiều người có cái tánh như bạn này á, thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rất nhiều như bây giờ. Yeah. Đó, theo chị là như vậy. Yeah. Chỉ có chọn lựa thôi. Yeah. Đó, chính nghe không? Dạ, đúng không ạ? Okay. Dạ, còn em á, làm ơn làm phước lãng mạn giùm tôi một chút đi. Đúng không? Tại vì sao? Có vợ nè, mong muốn cái điều đó mà lại có con gái nữa. Thành ra là em phải nhớ sau này nếu con em mà nó gặp được một cái người chồng mà biết chăm sóc, biết lãng mạn với con mình sướng chứ bộ, đúng không? Vậy thì em cứ nghĩ cái cảm xúc của mẹ bé này là ba bé này khi mà thấy em lãng mạn với bạn này, đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi
Xin cảm ơn các bạn. Thông qua chương trình thì em có mong muốn cho chồng em một chút xíu nữa về cái thay đổi đó. Em mong là anh sẽ luôn tự tin vào chính bản thân mình. Bởi vì em biết là cái sức của anh sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Cứ tự tin mạnh dạn và đừng bao giờ đợi hoàn hảo thì mới làm. Cứ làm đi, hai đứa mình đồng hành với nhau thì chắc chắn là em nghĩ là chuyện gì rồi mình cũng vượt qua hết. Ok, dạ. Đưa cái tay qua.